Chi thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại một ít, tại vì mỗi lần mà mình đưa lên web á, thì hay là đưa lên Facebook á, có nhiều cái bài post mới này nọ, nó đè chồng lên thì cái kia nó bị trôi mất. Cho nên hôm nay mình giải thích lại một cái đơn giản. Tất cả mọi người ai mà xài cái song kênh ODG thì thường thường bây giờ cái đời mới bây giờ á, là nó có cái control panel mới. Đây mình vừa vừa giải thích và vừa chiếu vào màn hình để cho nhìn thấy rõ hơn. Nó nhìn giống kiểu này. Vậy là cái này là cái đời mới. Dĩ nhiên nếu mà biết cách xài, biết cách cài, có những cái Pax driver của nó thì mình vẫn có thể xài những cái cũ hồi xưa, giống như cái EAX settings này. Cho dù ở đây nó để là ODG 5, ODG RX là đời mới nhất thì cũng giống như cái ở đây. Ok. Thường cái đời mới ODG RX nó có thêm một cái control panel nữa. Ok, để mình mở ra, mình làm tới đâu mình giải thích tới đó cho nó dễ hiểu hơn. Đâu rồi? Đây. Cái main của nó nhìn là kiểu này. Ở đây là Sound Blaster ODG Control Panel. Ở đây là mình có thể lựa chọn là cái mode nào, mode online nói chuyện hay là mode ca hát. Ở đây mình có thể lựa chọn được. Như các bạn cũng thấy, hãng Creative Sound Blaster đã để cái chữ karaoke ở đây rồi, thì chứng tỏ là cái sound card này là cái sound card cho karaoke. Okay. Mình thấy nó là cái còn lại duy nhất để mà xài cho computer mà có effect này nọ đầy đủ, mà không cần phải qua những cái software như Cubase hay là FL Studio hay là Magix hay là những cái plugin như AutoTune này nọ. À. Đặc biệt các bạn để ý, thường á, là cái sound card nó là 7.1. Lúc mà setup lên, setup xong nó có thể là 7.1, hoặc là lúc mà mình chỉnh sửa âm thanh á, lâu lâu mình bị mất cái âm thanh này đi, như mấy cái âm thanh mà mình đã save lại nè. Nghe mấy cái âm thanh mình save lại thì nó bị mất đi, thì các bạn lên đây nhiều khi Windows nó update đó, các bạn vào đây kiểm tra lại, phải để là 2.1 nha hay là 2.0. Ok, hoặc là headphone. Nhưng mà thường để 2.0 là ok, 2.1 là ok rồi nha. Còn mấy cái này để standard hết, nó để sao mình cứ để vậy. Ok. Bây giờ những cái effect này muốn xài xài không xài thôi cũng không có quan trọng, những cái này không có dính dáng gì tới cái karaoke, cái âm thanh của mình hết. Thường là cho phim ảnh này nọ thì mình cần những cái 3D. Nhưng mà đại đa số là chơi trên này là muốn hát karaoke cho hay. Ok. Bây giờ mình không xài qua cái EAX controller cũ này nữa. Tại vì cái đời mới nó sẽ không có cái này, trừ khi là biết chỉnh sửa nó thì nó sẽ có, còn không thì nó không bao giờ có. Những cái đó là mình phải có chương trình riêng, chương trình đặc biệt của nó. Bây giờ để mà tạo một cái chương trình, tạo một cái âm thanh thì thứ nhất là mình chọn tiếng vang. Ok. Chọn tiếng vang, chọn cái chân cùng, chọn tiếng vang như thường là xài cái reverb của concert hall cho nó nhiều hơn, nó hay hơn, mà giảm giảm được tăng được là do mình. Bây giờ các bạn nghe vang đúng hay sai? Các bạn nghe vang. Nhưng mà cái này là vang nó vang hết tất cả luôn, có nghĩa là tiếng nhạc cũng sẽ bị vang, tiếng nói cũng sẽ bị vang, tiếng hát cũng sẽ bị vang. Cho nên muốn chỉnh sửa nó theo cái line nào á, mình đi vào cái EAX Studio. Mình bấm vào thì hiện tại bây giờ mình chỉ có tiếng vang thôi, không có tiếng echo, đúng không? Không có tiếng echo. Ở đây nó có nhiều, có rất là nhiều effect để mình thêm vào được, giống như là giọng nói của mình lên tông xuống tông được, giọng nói của mình nhảo được, hay là giọng nói mình giả giọng này nọ được. Ok, hay là mình tăng cái giọng của mình lên cho nó mạnh hơn nữa. Thường là mình chỉ có thêm cái echo này nữa thôi, tiếng vang và tiếng echo mình thêm vào. Mà lúc mà mình thêm vào xong thì tiếng nhạc nó cũng sẽ có echo luôn. Cho nên từ từ mình sẽ hướng dẫn từng bước một. Trước tiên là thêm echo. Sau đó mình mới dùng, đi đi vô cái source của nó. Source.
Microphone, mình không có xài microphone, mình xài lightning, cho nên microphone mình off vẫn còn echo, vẫn còn effect. Đây là lightning, không còn tiếng vang, không còn tiếng echo, có tiếng vang, vang và echo. Đây, các bạn nhìn thấy nha. Có người xài đường microphone thì chỉnh nó lên, còn có người xài line in thì chỉnh nó line in. Cho nên mình có thể làm sao mà ở có thể gắn hai bộ mic đưa vào đường microphone, hai bộ có nghĩa là bốn cái microphone á, nếu mà hát ở nhà. Thì mình gắn ở đằng trước cái front panel của cái computer, hoặc là mình gắn đằng sau thêm một bộ, và mình gắn đằng sau thêm một bộ nữa, là tổng cộng được hai bộ microphone. Và cái đường line in mình có thể gắn một cái mixer vào, trong đó mình có thể gắn vô thêm mấy chục bộ microphone, đó là chuyện của mình luôn. Với cái âm thanh là mình đang chỉnh như bây giờ. Ok. Bây giờ là tiếng vang. Mình muốn hát hay hát nhẹ như để thu âm thì thường thường xài tiếng vang này, nó ít điền tí, đúng không? Giống như là giống như trong studio thì mình cũng cần cần một ít effect thôi, reverb thôi, chứ thật sự cũng không cần tới echo nếu mà biết ca hát, đúng không? Các bạn nghe thử, nghe thử. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Còn bây giờ nếu mà như hiện tại bây giờ các bạn cũng nhìn thấy, hay là cái live video này các bạn cũng biết là 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng rồi mà mình vẫn làm được với cái nhẹ nhàng hơn nữa. Thí dụ như âm thanh studio mà để hát hay là để thu âm thì mình thêm một tí echo vô nữa để mình hát nhẹ hơn. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nó có cái khác biệt, đúng không? Nó có cái khác biệt rất là nhiều. Còn bây giờ mình lưu âm thanh, mình lưu âm thanh. Ví dụ như bây giờ mình để âm thanh studio để mà ca hát thì mình thường mình thu âm á, là mình để rất là ít, để 20 rồi một ít effect vô nữa. Đây, mình để cho đúng con số nó đi, 20 ha. 19, 20. Echo thì mình cũng khoảng 20. Đây. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Sau khi mình làm xong, mình vào cái custom và mình lưu nó lại. Bây giờ mình lưu có A cộng, tại trong đó mình có lưu vài cái rồi. Mình lưu A cộng để cho các bạn nhìn thấy. Ok. Thí dụ như cái này là cái âm thanh âm thanh thu âm, thu âm. Mình xét nó lại thì mình có một cái âm thanh rồi, mà cái đường wave của mình là không có âm thanh nào nữa, thì không có cái reverb, không có delay, không có echo. Ok. Thì bây giờ mình chỉnh tiếp, mình chỉnh tiếp cái đường line in tiếp. Ví dụ như bây giờ 2 giờ sáng mình muốn hát nhẹ nhàng hơn, có nhiều người thích tiếng vang, giọng yếu, hát không muốn gào thét tại hàng xóm ngủ mà, thì mình tăng lên 40-50 ví dụ. Okay. Cái này là mình làm hơi nhiều đó nha. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên hàng suối mơ. Nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình thành âm thanh hát nhẹ. Âm thanh hát nhẹ. Ok. Mình lưu nó lại. Nhưng mà dùng cái âm thanh hát nhẹ này mà để mà nói chuyện á, tại nếu mà lúc livestream mà mình dùng âm thanh hát nhẹ này mình nói chuyện á, thì bà con nghe không rõ, tại nó vang nhiều quá, nó dội lại trong lỗ tai của mình. Thì mình off hết. Off hết ở đây luôn. Mình lưu nó lại thành âm thanh nói chuyện, đúng không? Còn mấy cái như mình hay đùa giỡn là ví dụ như giới thiệu nữ ca sĩ hay nam ca sĩ đi, mình muốn có một cái câu cuối là chỉ có echo thôi. Thí dụ như nữ ca sĩ Lưu Bích. Các bạn nhìn thấy cái chữ Bích, mình muốn xài cái echo này thôi cho nó vui thôi, thì mình làm âm thanh chỉ có echo thôi. Còn có những người mà họ muốn nói chuyện ấm
muốn nói chuyện giống như là đây, như bây giờ cái này nó cũng có một tí, có 5% echo thôi, effect thôi, reverb thôi, mình có thể tăng lên một tí. Đó, cái này là hầu như là tất cả dòng X5, dòng X5, dòng SoundCloud X5 sau này là chỉ xài được cái reverb này thôi chứ không có echo. Đây, thì mình để 60, thì mình để cái này là âm thanh reverb. Nghe, mình dùng cái này mình nói chuyện mà con nghe vẫn rõ, nghe vẫn ấm, nghe vẫn hay, nhưng mà nó không bị chói lỗ tai gì mấy, đúng không? Mình lưu thêm một cái âm thanh nữa. Reverb nó có nhiều loại, giống như là ở đây nè, các bạn nhìn thấy những cái reverb như garage, indoor arena hay là mấy cái mà auditorium, cái này nghe cũng hay, nhẹ nhàng, nghe cũng rất là hay. Nhưng mà thường là concert hall là nhiều nhất, ok? Những cái concert hall này xài. Mình chưa nói là cái echo, mình chưa nói cái echo. Bây giờ mình trở về mình giảm cái này, mình tăng cái echo và mình cho bà con so sánh. Mình tạm thời mình để 20 thôi để mà dễ dễ nghe dễ hiểu nha. Chứ để 100 là các bạn nghe nghe không ra luôn, đúng không? Mình để 20 để mình so sánh những cái echo khác nhau cho các bạn nghe. Hiện tại mình đang xài là guitar delay, nhưng mà nó có những cái như của Creative nè, echo, test, 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 test. Đó, các bạn nghe thấy đó, nó có nhiều echo khác nhau. Nếu mà mình kết hợp cái reverb với lại cái echo, mỗi người mỗi dòng, mình có thể lưu lại, như các bạn ở đây nhìn thấy mình lưu bao nhiêu cái âm thanh rồi, đúng không? Thì ví dụ như một cái quán karaoke, anh A hát nhạc sến thì mình lưu anh A hát nhạc sến, anh A nhạc sến, anh A nhạc trẻ, anh A nhạc thính phòng, chị B hát nhạc trẻ, nhạc sến, nhạc thính phòng, cũng là bao nhiêu âm thanh. Cái đó là nếu mà mình chơi ở nhà, mình quen biết anh em này nọ thì mình lưu lại cái âm thanh mình để đó, để mai mốt ai cầm tới cái mic hát cái bài gì thì mình biết là âm thanh của người ta, mình chỉ có click có nửa giây thôi. Cho nên cái để mình đổi lại cái âm thanh, nói chuyện dễ nói hơn. Trên này thì là mình chọn lựa âm thanh, ok, mình chọn lựa âm thanh cho nên nó mất đi khoảng chừng 1 giây, đúng không? Thí dụ như chọn qua reverb nè, hay là chọn qua echo nè, hay là chọn qua nói chuyện đó, nó mất thời gian, nó mất 1 giây hay là 2 giây. Nếu mà để chơi ở nhà thì cái đó không quan trọng, nhưng mà nếu mà để mà quản lý một cái phòng karaoke để mà chơi với anh em bạn bè đông vui ha, mà ngồi lựa cái này thì chắc cũng điên luôn, tại vì nó sẽ là số nhiều. Cho nên có cái mà mình hay xài đến là cái EX console của năm 1998, nó của cái Creative Live, Creative Audigy, hầu như là toàn bộ Audigy xài được hết. Những gì mới nãy mình lưu trong này thì ở đây nó có, mình click 1 giây thôi là nó thay đổi, có nửa giây thôi không tới nữa, đúng không? Click là thay đổi, click là thay đổi. Nè, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ok. Đó, như cái này là các bạn đã nhìn thấy. Nó đơn giản, nó rất là đơn giản. Ok. Nhiều người hỏi tại sao mà chỉnh cái này nó khó khăn hay là, các bạn nên nhớ là mình gắn ở cái chỗ nào, nhất là anh Tommy ở Mỹ nè, nếu mà anh coi được cái này thì em hy vọng có gì em lưu nó lại trên Facebook rồi em ở trên YouTube rồi em sẽ đưa lại cho anh xem. Đó, cái đường line in thì nó không có bị dính dáng cái microphone boost cho nên nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà nếu mà xài line in thì mình xài qua, một là mình xài cái interface cho những cái microphone condense, những cái microphone studio nó hút thật mạnh. Còn hai là mình xài qua mixer, tại vì mixer mình cũng tăng giảm được, đúng không? Nhưng mà mixer nó đi vào line in đó thì mình có thể gắn được nhiều cái microphone và chỉnh lớn nhỏ theo ý muốn được, chỉnh bass chép từng bộ mic khác nhau, từng cái mic khác nhau được. Nhưng mà echo thì nó chỉ là cái đường line in, nó chỉ là một thôi, cho nên mình có thể lưu âm thanh theo ý muốn. Ok, mình có thể lưu âm thanh bass chép to nhỏ theo ý muốn, giọng mạnh giọng khỏe theo ý muốn, tất cả đều làm được hết. Dĩ nhiên không qua những cái Cubase, những cái auto tune này nọ nha. Ok, không qua những cái thứ đó.
Tại vì qua những cái thứ đó ép người ta phải biết cái key là cái gì. Trừ khi bây giờ xài cái Cubase 10 thì nó có cái auto key. Hôm nay gặp một người em cũng đã chia sẻ cái đó mà mình cũng đã biết cái đó. Còn đại đa số vẫn xài Cubase 5. Rồi như những cái software mình thấy xài mấy cái software để mà làm background như cái OBS Studio này nọ để làm background. Ở đây thì thật sự hiện tại bây giờ mình đang turn on cái webcam của mình. Mình đang turn on ở đây để mà mình chia sẻ trên trên Facebook. Mình chia sẻ cái này mình không có vào cái Facebook nào hết, có nghĩa là mình chia sẻ bằng cái chương trình này luôn, đi trực tiếp từ cái chương trình này luôn. Thì chia sẻ cái màn hình, chia sẻ cái màn hình. Thì có nhiều người họ xài Manycam, có nhiều người vẫn còn xài Camtasia hoặc là xài Webcam Max. Nó có những cái chương trình nhỏ hơn, tốt hơn, nhanh hơn. Còn đại đa số bây giờ vẫn còn bây giờ là xài cái UBS Studio này để mà làm background cho đẹp này nọ. Ảo nhiều quá, ảo nhiều quá. Với lại nó lại đòi hỏi người ta phải có máy mạnh để mà xài. Đâu phải ai cũng có điều kiện đâu, đúng không? Ok, hôm nay là mình chia sẻ trước cái đó để mà bà con biết cách chỉnh âm thanh bằng cái ODG Sound Card. Nha, cái video này mình sẽ lưu lại trên YouTube để mà mình chia sẻ thêm nữa. Rồi mai mốt từ cái này mình sẽ làm một cái video làm sao để connect cái ODG vào cái phone để mà mình hát cái phone không cần phải qua một cái interface hay là một cái những cái mà hàng ở bên Việt Nam hay là ở ở bên Tàu này nọ, nó đi trực tiếp hết luôn, nó đi trực tiếp hết luôn. Mình sẽ chia sẻ làm sao mà hát bằng cái phone, bằng cái sound card ODG này. Cái sound card ODG này nó có nhiều đời lắm, nhưng mà hầu như là cách chỉnh của nó như nhau hết. Đây, từ cái ODG AX Advanced HD, mình cho các bạn xem. Coi luôn cái lịch sử của nó luôn cũng được nữa. Wikipedia Sound Blaster. Đây. Đó, như từ cái đời EAX 1.0 được Creative này nọ làm ra là từ năm 1998. Đây mình phóng đại ra cho các bạn nhìn thấy. Ok. Từ năm 1998 là tới bây giờ mình đã làm được cái những cái sound card của năm 1998, những cái mà cho laptop hồi xưa, cho thời Windows XP. Bây giờ nó đã hoạt động lại được. Mình đã làm được cái đó là ODG 2ZS notebook. Đây nó nhìn vậy nè. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Ui. Đây. Đây là cái dòng ODG 2ZS cho notebook, nhưng mà cái slot này thì không còn cái notebook nào có nữa hết. Ok, mới đây thì mình đã thành công lại được những cái máy đời cũ mà vẫn hát được hay, có nghĩa là bây giờ cái cách chỉnh của nó cũng y chang cái mới này luôn. Âm thanh nó cũng y chang không khác một tí nào hết. Đó. Thật sự mà nói để mà livestream, để mà ca hát, để mà thu âm thì hai cái như nhau, mình không thấy khác biệt, mình không thấy khác biệt. Nhưng mà nó tiện cái là cái laptop mình đem đi đâu cũng được. Okay. Bây giờ cái laptop mà đã đem đi đâu được, mình có thể ca hát, mình livestream trên xe hơi với cái âm thanh như là mới nãy mình chỉnh cho các bạn nghe được. Ha. Rồi tất cả dòng ODG đây, ODG có ODG 2NX, ODG 2 Video Editor, hay là sau này tới ODG 4, rồi ODG 4 Pro, ODG 2 Platinum. Nó có nó rất là nhiều dạng luôn. Nó có rất là nhiều cái, nhưng mà cuối cùng thì cái nào cũng như nhau, ngoại trừ cái NX, ODG 2 NX. Đặc biệt cái này lại không, đây. Cái này nó không support nữa, cho nên cái đường microphone của nó là không xài được. Nó nghe nhạc rất là hay nhưng mà microphone nó không xài được. Đây là cái ODG 2NX cho laptop xài USB, mình cũng đã có thử không được. Còn cái ODG 2 Video Editor
Nó to hơn tí. Cái này thì 18 năm trước mình cũng có xài, nhưng mà cũng không work luôn. Hiện tại bây giờ nó cũng không work luôn, mà tìm mấy cái này là tìm nó thuộc dạng đồ cổ rồi, rất là hiếm hoi luôn. Cho nên rất là khó tìm nha. Còn mấy cái dòng như ODG2 cho mấy cái PC đó, slot cũ như PC, cái slot PCI thì mấy cái này nó vô cái máy, những cái máy computer đời cũ thôi. Những cái đời mới sau này PCI Express thì những cái này không xài được nữa. Ok, thì đó, như ở đây là mình chia sẻ đầy đủ để các bạn biết đang cần nên xài cái gì. Còn nếu mà những ai mà xài phone, không xài máy móc, không xài gì hết, thì như hôm bữa mình có chia sẻ cái Creative K3 cộng. Ok, cái Creative K3 cộng này nó có auto-tune, nó có đầy đủ hết. Ok, nó có auto-tune mà nó built-in ở trong luôn, không cần phải qua những cái Cubase nữa. Nó không cần qua mấy cái Cubase nữa. Để mình coi có cái hình nào lớn hơn để mình share không? Đây. Ok, đây là các bạn nhìn thấy reverb delay. Thì reverb delay này cũng cũng có sẽ có auto-tune ở trên, nếu mà cái chắc cái này nó bị thiếu á. Có một đường input cho phone ha, đường cho phone, hai cái đường microphone XLR với lại hoặc là 6,5. Ok, nó có phantom built-in là cộng 48V. Ok, rồi có thể gắn được hai tai nghe nha. Rồi nó có cái soundboard, là có nghĩa là mấy cái tiếng vỗ tay, mấy cái tiếng cười này nọ mình có thể thêm vào đó, giống như những cái mà các bạn đang xài bây giờ. Thì cái này là cái mà để chơi tạm thời bằng cái phone và cái iPad, hay là cái phone, cái laptop, hay là cái phone để mà livestream, rồi thêm cái phone khác để mà hát nhạc YouTube, mở nhạc YouTube lên thôi. Tại nó có đường line in ở đằng sau nữa, mình cho xem tiếp. Đây. Đây là đằng đây là sau lưng của nó. Ok, từ từ. Đó, đây là phía trước chứ. Đây là phía trước. Có thể gắn vào một guitar và hai cái mic, hoặc là gắn một cái dàn line in, có nghĩa là một cái mixer vào thì nguyên cái dàn nhạc luôn, keyboard, kèn, guitar, trống. Rồi ở đây là hai cái microphone, hoặc là hai bộ microphone, hoặc là thêm mixer vào để mà nhiều bộ hơn nữa. Ở đây hai headset, hai headphone, hai cái tai nghe. Đã đi hoặc là đi ra đường loa. Đằng sau nó cũng có, đây, đằng sau nó cũng có đường line out để mà đi vô âm ly. Cái này là đi vào điện thoại để mình livestream được, là xài cái connector cable TRRS, cái dây gọi là dây livestream, tạm thời dịch là dây. Còn đây là đường line in, là mình có thể thêm một cái music player này nọ vào, hay là mình từ laptop mình vào, hay là từ iPad này nọ cũng vào đây được nha. Cái USB này là để mà gắn điện, nó xài điện rất là ít, cho nên xài cái USB này, bất cứ gắn cái điện của cái sạc sạc pin pin điện thoại nào cũng được hết, hay là gắn vào laptop cũng được. Cái này không có cần apps, không có cần driver, và gắn vào là tự động xài, tại vì hầu như tất cả nút của nó nằm ở ngoài hết rồi. Đó, tất cả nút của nó nằm ở ngoài. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái chữ auto tune nè. Mình có thể lựa chọn cái auto tune. Đây là cái đúng là cái hình gốc của nó đây nè. Đây là cái hình gốc đây. Là nó nhìn y chang vậy luôn. Ok. Đó thì auto tune đã có, thì cho những bạn mà thích hát nhạc remix thì cái này mình nghĩ là các bạn thì sẽ thấy thích, mà không cần phải qua một cái software nào nữa hết. Tại vì nếu mà nhờ người khác vô máy mình chỉnh cũng tốn công, tốn tiền, tốn sức, tại vì tốn thời gian nữa, thì thôi thà mua cái này về nhà tự nghịch nó hay hơn, mà bảo đảm âm thanh của Creative sẽ hay. Ok, đây. Đó, nó có XLR connectivity with 48V phantom power. Đây nha.
thì là cái mà mình muốn chia sẻ. Cái này đem đi đâu hát cũng được hết, chỉ cần có điện USB thôi. Mình connect với nó cùng với cái ODG SoundCard thì nghe âm thanh y chang như là trong computer mình ca hát, nó không khác một tí nào hết. Ok. Ok. Đây đã nói về một phần nào đó về những cái SoundCard mà có echo, có reverb. Còn cho laptop thì đây là những cái dòng X5, Sound Blaster X5. Cái remote này thì thật sự mà nói nó không có ai xài đến hết, tại vì nếu mà đã xài cái SoundCard này thì người ta phải ngồi trực tiếp, người ta chỉnh âm thanh, tắt tiếng, mở tiếng này nọ, đúng không? Cho nên để mình tí. Cho nên cái remote này không ai xài đến hết, có cho đẹp thôi. Cái này là có cho đẹp thôi. Cái này gắn vào cái laptop hay là một cái computer tùy, nhưng mà laptop thì nó nhỏ gọn hơn, đúng không? Thì nó sẽ có reverb, nó có đường headphone, nó có đường line in, cũng gắn dàn máy này nọ vào được, hay là một cái dàn karaoke player, rồi sau đó gắn cái mic vào đây để mà mình hát với cái nhạc karaoke player của mình, trong cái karaoke player của mình. Thường là gắn cái tai nghe vào cái mic in này thôi để mà hát nhạc YouTube. Okay, nó trực tiếp hơn, tại vì nó ra cái đường, phát ra cái đường what you hear. Ở đằng sau mình cũng có thể ra cái dàn âm ly này nọ được. Nó là 5.1, nó có rear stop này nọ, center, rồi nó có optical out là xài đường digital. Okay. Cái này cũng xài điện qua USB, có nghĩa là mình gắn vào laptop để mà cài được cái driver và cái software của nó. Okay. Thì trong cái software của nó như mình đã nói từ đầu rồi, nó chỉ có reverb effect thôi. Nhưng mà đặc biệt thằng này nghe nhạc rất là hay nha. Thằng này nghe nhạc rất là hay. Ok. Đó. Đây là những cái mà mình đang xài, những cái mà mình đã chia sẻ nhiều lần rồi. Nghe đã chia sẻ nhiều lần rồi. Nhưng mà cái bài bài viết của mình nó bị trôi đi nhiều quá, cho nên bắt buộc phải làm đi làm lại, nhiều khi phải làm mới lại hoài. Còn về tai nghe thì nó có những cái mà Sennheiser HD mình kết, theo như mình thì mình kết cái hãng này thôi nha, chứ Bose cũng không không kém đâu, Bose cũng không kém đâu. Bây giờ nó ra cái 800 luôn. Cái 800 bán thì hơi mắc một tí nha. Nói tóm lại chơi trên này á thì chỉ cần Sennheiser HD từ 200 trở lên thôi, không phải là 200 đồng mà cái con số 200. Ok, đây là cái ví dụ mình đưa ra, nhớ Sennheiser HD rồi sau đó con số 200 trở lên thôi, chứ không cần phải tới 800. Đây 200, 200 là đủ chơi. Ok, là đủ để nghe hay và chơi được hay, chứ không cần đến cái mà 800 như mới nãy. Còn như muốn gọn hơn nữa để mà hát livestream everywhere, trên xe hơi, trong tiệm hay là ở đâu đó, thì xài headset. Thì headset bây giờ cái này cũng hơi khó tìm. Đây là cái PC 363D. Đặc biệt cái 373D không xài được nha, tại vì nó qua cái USB, nó qua cái USB chứ nó xài USB chứ nó không có xài cái jack 3.5. Đây là cái Sennheiser 363D đây. Đó. Còn nếu mà không có thì xài cái game Game One hay là game Zero cũng được. Okay. Nhưng mà tới bây giờ thì mình thấy cái này là cái hay nhất để mà hát livestream. Còn về microphone, thường mà hát livestream thì mình thấy là nó có nhiều loại. Nếu mà đã có sound card hay rồi thì mình xài những cái mà trung bình thôi, giống như là AKG, Condense. Đây, của AKG không cần những loại đắt tiền này đâu nha, không cần những loại đắt tiền, chỉ cần cái kiểu này thôi cũng ok. Ok, chỉ cần những loại này thôi. Đó là nó 80 đồng. Hay là những cái loại mà như Tascam Condense. Không biết ở đây nó còn nó có không ta?
những cái condensed microphone của Tascam này nọ đó thì cũng ok. Đó. Hay là Audio Technica nè. Các bạn nhìn thấy không? Cũng đủ để xài rồi chứ không cần phải những cái mà cao sang như Neumann hay là Rode. Tại vì Neumann Studio đây. Nếu mà để cho xem theo giá cả đó thì nó bao la lắm. Cái này là một bộ của nó. Đây là bộ Neumann. Ok. Đó, thì ở đây là mình chia sẻ để biết. Ok, video này cũng xong rồi. Bên này cũng 2 giờ mấy rồi. Mình xin ngừng cái video clip này để mà mình còn upload lên YouTube cho bà con nữa. Bên đây mình xin chấm hết nha, mình xin kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Mình xin chào cả nhà. Còn những ai mà có comment mới nãy giờ mà không thấy mình trả lời hay là chào á, thì mình xin nhắc lại. Mình không có xài Facebook để mà mình livestream, mà mình xài cái screen recorder của Cyberlink để mà mình livestream. Ở đây các bạn nhìn thấy. Cho nên mình không có chào hay là mình không có trả lời được thì mong các bạn thông cảm giùm cho nha. Ok, thôi xin chào cả nhà.